với cả cụm từ gì à, trời mưa, đúng không? Trời mưa thì ai chắc chắn là cũng sẽ gặp trời mưa một lần rồi. Thế nhưng trời mưa ở Singapore thì khác gì so với cả trời mưa ở Việt Nam? Các bạn cùng theo mình và xem nhá. Hiện tại ngoài trời đang mưa rất to, hôm nay là mưa từ sáng sớm đến tận bây giờ vẫn chưa dứt, ở bên ngoài đều ướt nhẹp hết cả rồi. Thường thì là trời mưa như vậy, thế mà nếu mà ở Việt Nam mình ấy, thì là nếu mà muốn đi ra ngoài thì mọi người sẽ mang ô hay là mặc áo mưa. Thế nhưng mà đối với cả Hương hôm nay đi ra ngoài trời mưa là không cần mang ô và cũng không cần áo mưa. Vẫn là sinh hoạt bình thường. Vì hôm nay bây giờ chuẩn bị cả nhà đi ăn trưa, khá đói rồi. Đây là góc block nhà ADB. Tất cả góc block nhà ADB này nối với nhau bằng các cái bằng mái tre. Đâu đâu cũng có mái tre. Ở đây thì dù mưa to đến mấy cũng không ảnh hưởng đến nhịp sống sinh hoạt của người dân. Vì là đi đâu cũng có mái tre và đi đâu cũng có chỗ che chắn hết rồi, cho nên là không sợ. Bây giờ mình có thể cả đi đón em bé đi học hay là đưa em bé đi học thôi cũng không bị dính mưa. Hoặc là ở nhà mình mà muốn đi ăn uống thứ thì vẫn có thể hoàn toàn đi từ đến trung tâm thương mại. Nhà mình là đang ở Serangoon. Nếu mà mình có muốn đi đến Orchard ấy, thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần đi qua dưới các cái mái chắn như thế này. Đấy. Rồi đi ra MRT, rồi từ MRT là đi thẳng đến Orchard shopping cả ngày ở đấy, rồi cuối cùng là đi về cũng không bị ướt. Lại hôm nay không đi lại quá nhiều. Các bạn chắc cũng nghe thấy rõ cái tiếng sấm chớp đùng đoàng, hôm nay mưa to. Kia các bạn có thể nhìn thấy là bến xe buýt. Đây, đây là bến xe buýt. Đấy, bến xe buýt đấy là xe buýt sẽ chạy vào đỗ ở chỗ lạch vàng này và người chờ xe buýt đi lên, không hề bị ướt một tí nào nhé. Rồi xe buýt chạy tiếp, chờ chỗ đấy rồi. Từ chỗ này là block các nhà ở này, có cái đường đi này. Đấy, có máy xe đi ra bến xe buýt, rồi đi xe buýt, hoàn toàn không hề bị mưa. Chỉ có ai đi xe máy bị mưa thôi. Chồng Hương, chồng sống ở Singapore 3 năm, anh đã gặp trường hợp là ngập lụt và ngập úng ở Singapore chưa? Mình thì chưa gặp, nhưng mà có nghe thời sự thì một số nơi như kiểu là MRT hay là một số cái đường cao tốc chính thì được thiết kế từ ngày xưa thì nó không thể chống chịu được trong những mưa lớn. Bản thân là cái đường cao tốc nó cũng là một cái nơi để chịu sức mưa lớn. Mặc dù là các thể loại đường cao tốc ở Sing ấy, thì ở giữa các làn xe là một cái cống rất to, nghĩa là làn xe to, trong làn xe to, xong rồi ở giữa là cái cống. Sau tiếp theo là chiều ngược lại, cái cống nó rất to để nó tải nước rồi, nhưng mà đôi khi là mưa to quá nó không. Ok, thế đã bao giờ anh gặp phải trường hợp như kiểu là Singapore mà phải lụt lội hay là lội nước như kiểu Việt Nam chưa? Có một số vùng, tại vì là địa hình bên này nó đồi núi, thành ra là có những vùng nó trũng hơn so với cả mặt đường chẳng hạn thế. Nhưng mà anh đã gặp trường hợp đó bao giờ chưa? Đã bao giờ anh phải bị lội bao giờ chưa? Bản thân anh thì chưa bao giờ. Đúng không? Bản thân anh là chưa bao giờ, mà em thì hai năm mà cũng chưa gặp lụt lội. Mà thực ra là mình cũng chỉ nghe bạn đài báo nói là có nơi bị lụt lội thôi, đúng không? Mà thực ra thì là trong khoảng tầm 2-3 năm ở đây, dù mưa rất là to nhưng mà cũng chưa bao giờ trường hợp là mưa đến nỗi mà MRT bị ngập và không thể nào hoạt động ở MRT, đúng không? Có nghe nói nhưng mà mình chưa gặp bao nhiêu về thôi. Nhưng mà rất là ít. Cái chính là rất ít, mà hầu như là chúng mưa ở bên này mà to là cũng đều lịch sử hết. Mưa lịch sử. Và một câu hỏi nữa dành cho anh là trong vòng khoảng tầm 3 năm mà anh ở đây ấy, mặc dù là cũng có những cái lúc mưa rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ mà anh phải lội nước ấy, thì anh nghĩ rằng là cái hệ thống thoát nước của Sing này có tốt không? Hệ thống thoát nước Sing rất tốt đấy, vì có lần mình thì cái cống tổng nó
thì nó to phải như một cái làn đường quốc lộ, nó rất là to, nó rộng phải mấy chục mét về rộng, và nó khá sâu tầm 5-6 mét. Thế là một người mà xuống đấy thì chắc là phải bắt thang lên được, không thể thoát ra được. Đấy là cái cống tổng của nó, và toàn bộ là có thể đổ ra biển, nên ra là cái lượng thoát nước nó rất tốt. Anh vừa nói là nước mưa đổ ra biển đúng không? Ngày trước ấy thì em cũng tưởng như thế, nhưng mà thực ra là không phải đâu. Bởi vì là Singapore này là đảo, thế cho nên là người ta cần nước ngọt rất là lớn. Thế là người ta gọi là tiết kiệm từng giọt nước ngọt một luôn. Thế cho nên là tất cả những cái nước mưa này người ta đổ ra một cái hồ, gọi là hồ Marina. Và tất cả reservoir đấy đúng không? Marina. Reservoir, cái hồ nước ngọt dự trữ. Hồ nước ngọt dự trữ chính là cái hồ chỗ Marina Bay Sands đó. Đấy. Và hệ thống thủy lợi của Singapore ấy làm như thế nào để không bị tắc khi mưa xuống mà lại trữ được nước để dùng cho sau này. Đấy là cái bài toán rất là khó. Chứ nó phải tái chế luôn. Vâng, chứ không phải chỉ có đơn giản là nước mưa xuống xong rồi đổ đi là xong, đổ đi thì quá đơn giản. Nhưng mà làm như thế nào thì vẫn giữ lại được để dùng lại sau này mà lại không bị ảnh hưởng đến hiện tại. Nghĩa là mọi người vẫn sinh sống, sinh hoạt đầy đủ bình thường mà lại vẫn có nước ngọt. Và cái lượng nước mưa mà trữ cái hồ Marina nó cung cấp được khoảng tầm 10% lượng nước ngọt cho cả tổng số dân 6 triệu người sinh sống ở trên Singapore. Đúng là nghiên cứu trước của Khang. Nghiên cứu trước. Phải có của nó. Đấy. Thế là các bạn cũng đã hiểu thêm một phần về Singapore, về trời mưa ở Singapore, về hệ thống đường đi lại và hệ thống thoát nước của Singapore. Và thôi, đến đây chúng ta cũng kết thúc chủ đề ngày hôm nay về trời mưa. Bye bye.